Thưa quý vị và các bạn, tuy không phải là ngành kinh tế nộp nhiều ngân sách, nhưng dệt may lại tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 50.000 lao động của Hưng Yên, đặc biệt là việc tận dụng được lao động nông thôn. Năm 2019, ngành dệt may toàn quốc nói chung và ngành dệt may Hưng Yên đứng trước những thách thức trong việc duy trì tăng trưởng về doanh thu và giữ ổn định việc làm cho công nhân. Năm 2018 qua đi, nhiều doanh nghiệp dệt may lớn ở Hưng Yên như các công ty thuộc Tổng Công ty May Hưng Yên, May Hưng Long, May Hưng Yên, May Tiên Hưng vẫn tiếp tục nằm trong top đầu ngành may của tỉnh trong việc duy trì sự ổn định về doanh thu, thu hút số lao động lớn, các chế độ đãi ngộ cho người lao động. Lao động làm việc tại các doanh nghiệp này đều có thu nhập bình quân trên dưới 9 triệu đồng một người trên tháng. Do hoạt động ổn định nhiều năm, nên đây cũng là các doanh nghiệp thường xuyên có các đơn hàng gia công lớn từ thị trường Mỹ, EU và Nhật Bản. Chính vì vậy, các công ty này cũng luôn thể hiện sự trách nhiệm trong việc đãi ngộ người lao động một cách chủ động và chuyên nghiệp để giúp công nhân gắn bó lâu dài với mình. Đó là đầu tư các thiết bị may hiện đại để tăng năng suất lao động, giảm giờ làm và đặc biệt là các khoản hỗ trợ về phương tiện, nhà ở, tiền nuôi con nhỏ, ăn ca, vân vân. Tại các doanh nghiệp này, doanh thu lợi nhuận đều tăng cao so với năm 2017. Ví dụ như công ty cổ phần May Hưng Long hơn 600 tỷ đồng, công ty cổ phần Tiên Hưng đạt trên 500 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đều tăng trưởng từ 15 đến 20%. Đa số các doanh nghiệp đều chia sẻ lợi ích với người lao động. Thiết thực nhất chính là tháng lương thứ 13 và thưởng Tết khá cao, khoảng trên 20 triệu đồng một người. Trong một năm vừa qua, tôi và các anh chị trong tổ đã cố gắng và hoàn thành các chỉ tiêu của ban lãnh đạo giao cho. Vì vậy tiền thưởng Tết của năm 2019 năm nay cao hơn năm ngoái. 2018 tiếp tục là năm chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt về lao động của các doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh. Thời điểm đầu năm, nhiều doanh nghiệp đã không dám nhận các đơn hàng gia công lớn vì lo ngại biến động lao động. Cùng với phương thức quản lý sản xuất chặt chẽ khoa học, trong đó chú ý tới các thợ giỏi, các tổ trưởng có tay nghề để tăng năng suất, thì vấn đề vẫn được các doanh nghiệp quan tâm nhất là làm cách nào để thu hút nhiều lao động lành nghề về làm việc cho công ty mình. Một bài toán khó, nhất là đối với các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động, bởi phải tính tới các phương án giảm giờ làm nhưng năng suất lao động và các chế độ đãi ngộ lại tăng. Bây giờ các doanh nghiệp may thì muốn thu hút được công nhân lao động như chúng tôi thì các doanh nghiệp cần phải rút ngắn thời gian làm việc, không làm chủ nhật thì để đảm bảo sức khỏe cho đời sống công nhân chúng tôi và cải thiện môi trường làm việc với thiết bị máy móc là không quá ồn ào. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU và Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương CPTPP thông qua trong năm nay, cộng với cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung sẽ là những thách thức không nhỏ với ngành dệt may của Hưng Yên. Tới thời điểm này, tuy các doanh nghiệp lớn đã có được đơn hàng gia công đến hết quý 2 năm 2019, song lãnh đạo tại các doanh nghiệp vẫn khá dè dặt với triển vọng một năm dự kiến sẽ có nhiều biến động có thể ảnh hưởng trực tiếp đến ngành may. Nhất là với các doanh nghiệp còn chưa có được các đơn hàng ký trực tiếp với các đối tác nước ngoài mà phải qua khâu trung gian. Lãnh đạo các doanh nghiệp đều khẳng định do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, xu hướng chuyển dịch đơn hàng từ doanh nghiệp Trung Quốc sang các thị trường lân cận sẽ gia tăng. Điều này sẽ làm tăng sản lượng đơn hàng dệt may gia công tại Việt Nam, nhưng đồng thời cũng kéo theo áp lực cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong ngành. Khi mà lợi thế cạnh tranh về nhân công giá rẻ suy giảm, kéo theo đơn hàng có thể dịch chuyển sang các thị trường lân cận như Bangladesh, Pakistan, Campuchia, Myanmar. Ngoài ra không loại trừ khả năng Mỹ sẽ tiến hành truy xuất nguồn gốc các sản phẩm dệt may sản xuất tại Việt Nam để hạn chế các sản phẩm có nguồn gốc nguyên phụ liệu từ Trung Quốc. Do đó, bắt buộc các doanh nghiệp gia công may phải chủ động đa dạng hóa thị trường cung ứng nguyên phụ liệu may mặc thay vì phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc như hiện nay. Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay vẫn đang leo thang và chưa dừng. Và nếu Mỹ mà áp dụng cái thuế vào sợi của Trung Quốc thôi
thì lập tức ngành dệt may Việt Nam sẽ gặp rất là khó khăn trong cái vấn đề mà Mỹ áp dụng thuế. Và trong khi đó thì cái hiệp định CPTPP này thì Trung Quốc lại không nằm trong cái thành phần trong cái các cái nước trong cái hiệp định này. Và chính như vậy thì tôi thấy rằng là trong năm 2019 là một năm mà ngành may đang bấp bênh. Chúng tôi nhận định về tình hình như vậy thì trong nội lực của từng doanh nghiệp và đặc biệt với tổng công ty May Yên thì chúng tôi vẫn phải đang cố gắng, một là xây dựng cái lòng tin của người lao động, tin vào sức mạnh của mình đang có, và thứ hai là phải nâng cao cái nhận thức và trình độ cho người lao động lên. Cái thứ ba là phải tạo tiếp cái lòng tin cho khách hàng để có khách hàng tiếp trong cái năm 2019, và đồng thời phải đầu tư thiết bị tiên tiến để áp dụng cái công nghệ 4.0 để nâng cao cái năng suất, để giảm được cái giá thành và để đáp ứng được với yêu cầu khách hàng. Thì chúng tôi đang tiếp tục đầu tư cái nguồn nhân lực để có một cái đội ngũ ngành nghề về thiết kế thời trang, cũng như nắm bắt các cái thị trường, để một là tiến tới làm cái hàng FOB trong tương lai. Cái thứ hai nữa phải nâng dần cái năng lực về quản trị của nhà máy, cũng như cái hệ thống quản trị của nhà máy, cũng đồng thời với cái trang thiết bị của nhà máy phải nâng lên một tầm cao mới để đáp ứng cái xu thế hội nhập của thời giai đoạn 4.0. Cho nên yếu tố về con người là yếu tố số 1, hai là nguồn lực kinh tế để đầu tư vào trang thiết bị máy móc và để tăng năng suất lao động và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Đấy là một yếu tố rất quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế trong những năm tiếp theo. Với các doanh nghiệp may mới đi vào hoạt động thì năm 2019 mở ra nhiều kỳ vọng về đơn hàng và giá gia công. Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy là do đầu tư về làm dự án, xây dựng nhà xưởng, trang bị máy móc quá lớn, trong khi vẫn phải có nhiều giải pháp chính sách đãi ngộ để thu hút lao động và làm việc. Vấn đề đặt ra là phương pháp quản lý như thế nào để tăng năng suất nhưng lại phải hạn chế thấp nhất hàng lỗi, hàng hỏng và giữ chân người lao động, nhất là trong bối cảnh các tổ hợp doanh nghiệp may nhỏ xuất hiện tại các địa bàn thôn xóm ngày càng nhiều. Vì vậy, cùng với tăng cường trang bị thiết bị may hiện đại, cần gắn với đào tạo nhân lực chất lượng cao để quản trị sản xuất. Thiên Sơn tập trung vào cái nguồn đào tạo. Ví dụ như là Thiên Sơn đã thuê những cái đơn vị chuyên tư vấn đào tạo, ví dụ như là hệ thống về Lean, hệ thống về AI, về các cái công nghệ mới cho ngành may mặc, và cái cốt lõi là người lao động. Đối với khách hàng thì Thiên Sơn tập trung vào những khách hàng lớn, có đơn hàng dài, các khách hàng có uy tín ở trên thế giới. Thường thì những đơn hàng lớn và dài thì đơn giá nó sẽ thấp. Tuy nhiên thì với Thiên Sơn thì có cái hệ thống máy móc thiết bị hiện đại và cái hệ thống về quản lý tốt, thì năm vừa rồi Thiên Sơn cũng có một cái hiệu suất đối với bình quân của người lao động tương đối cao. Một điều dễ nhận thấy từ nhiều năm nay với các doanh nghiệp may ở Hưng Yên là quá chú trọng vào gia công, bởi tận dụng được nhân công sẵn có và lợi nhuận khá cao. Do vậy, có quá ít doanh nghiệp chú ý đến việc làm hàng thời trang hoặc có thể xuất khẩu trực tiếp mà không phải qua khâu trung gian. Bởi chỉ khi làm được điều này thì mới hạn chế được các yếu tố tác động từ bên ngoài, đặc biệt là bị ép đơn giá gia công. Bởi nguy cơ khi các Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU và Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương CPTPP có hiệu lực, sản phẩm dệt may tràn vào Việt Nam với giá cả cạnh tranh, điều này có thể ảnh hưởng tới giá và dẫn đến tỷ suất lợi nhuận của ngành dệt may giảm xuống.